nay xin chào cả anh em và cộng đồng nha. Chúc mấy anh em và cộng đồng nhiều sức khỏe và luôn luôn làm ăn phát tài nha mấy anh em. Và mấy anh em xem kênh mình nhớ đăng ký kênh mình cho mấy anh em ơi. À không ngày bên này cũng quắc đây mưa. Mưa không ngày lai gai cũng 9-10 ngày rồi đó. À, mưa ngày đêm luôn á mấy anh em. Mưa tới nổi rồi, mưa bên quắc này mình thấy mình ớn lạnh kéo dài dữ lắm mấy anh em. Kéo dài không ngày là 9-10 ngày. Giờ này thì còn chuyển mưa nữa nè. Còn mình là thì mưa quá là đâu có đi mấy cái chỗ khác để mà mình xem đâu. Rồi chỉ có chợ đêm với Vinh Cầu này là đông nhất nè mấy anh. Chỉ có chợ đêm với Vinh Cầu là đông nhất ở khu này mà nó gần khu chỗ mình ở nữa. Mấy anh nên quay vòng khu cậu này cho mấy anh em xem, tại mưa quá rồi giờ này nó chuyển nữa rồi nè, nó chuyển mưa nữa à, cho nên mình không có quay mấy chỗ khác rồi cho mấy anh em xem được. Ở Phú Quốc này nhiều chỗ du lịch lắm mấy anh em, có ở Vinh Cầu này có mấy cái xuồng bè đồ để người ta với người ta đi mà thả lưới rồi mấy anh em có mấy cái chiếc tàu để chở mình đi du lịch được á, đi du lịch nữa mấy anh em, mình đi câu mực câu cá rồi ủa sao đây chặn này không cho vô ta, câu mực câu cá rồi đi bốn đảo đồ á mấy anh em, bốn đảo đồ người ta cũng chở mình đi chuyến đi vậy thì 500.000 đổ lại nha mấy anh em, còn bốn đảo thì cũng 550 đi bốn đảo. Khu Phú Quốc này là thường đường tàu thuyền rồi nó đậu chỗ cái thùng đó, xích cái thùng đó đằng kia hàng ngày sáng chút ở tàu thuyền để đậu để rước mình đi rước khách đi con mực rồi đó, con mực ăn đêm uống cà phê đổ trên ở trên thuyền rồi uống cà phê vừa con mực vừa câu cá đồ với ở đây không ngày mưa rồi mình không ngày mưa rồi. Bữa nay mới có bớt được chút xíu mới dừng mưa luôn đó mấy nè, không ngày ta đi xe không được tự động nghẹt hết trơn luôn mấy anh em ơi, đông dữ lắm rồi. Khu này với khu chợ đêm thì nó xôn xao đông. Chợ này ta lên ta cúng nè. Thì ta cúng đông lắm mấy anh. Cái dinh thì nằm ở đó. Ở đó ngoài kia tuốt ngoài kia là cái cảng hôm ngày mưa gió quá như là người ta không cho đi ra ngoài chỗ cái cảng đó, nghe mấy anh em, sóng lớn với biển nó lớn đó. Chắc vậy sợ mấy đứa nít ra sóng đánh, phải chặn cái đường đi vô nè mấy anh em, chặn ghế rồi không có cho người ta đi ra ngoài đó đừng ngoài chỗ cái cảng. Ở đây thì mua bán đầy đủ luôn, cái thùng này là tượng trưng cho cái thùng nước ủ mắm cá cơm nha. Ở đây mình thấy mù đông quá, thấy chỗ nào đông vui mình quay cho mấy anh em xem. Ở đây bán đồ nướng nè, có bà của mình ơi. Bên đây ra đây khu này bán đồ nướng đồ cho mấy đứa nhỏ đồ ăn rồi với đồ làm lai gai đồ cũng có luôn. Hôm ngày mưa quá không có đi quay đâu được cho mấy anh em xem, mưa đến nỗi mà mưa đêm mưa ngày luôn. Ngày này mới chấm được chút xíu người ta dọn ra ta bán luôn đó. Sẽ đi một vòng cái Vinh Cầu cho mấy anh em. Ủa ngoài ngoài sao nó đóng ngang không cho đi ra là sao?
đi người ta lắm. Không cho xe chạy vô thôi, mình đi lên hút cao anh. Cái đó là ta chỉ không cho xe vô thôi. Tưởng không về sống lớn sợ mấy đứa nít hay gì. Cái quán quán nướng này chiều chiều tối ra đây bán cũng đắt lắm nghe mấy nè, đắt dữ lắm, khách cũng đông lắm, cũng nhầm thê tùy theo bữa. Đó có cành na đắt nữa nè, xoài cóc tỏi được. Khách thì đông, khách đông dữ lắm luôn nè. Ra đây thì ăn uống với chơi ngồi hóng mát đồ ấy đồ. Ở ngoài đó có chiếc tàu đánh cá đi vô kìa, người ta cũng cho mình đi theo nữa nha, chở khách du lịch đồ. Ồ có con tôm hùm kìa, tôm hùm nhi. Còn tôm bũ này đang ngon lắm. Sáng chắc tối này nè, người ta đông lắm mấy nè. Đó, đang không có mưa là ta tràn xuống đầy đường. Giờ mình đi dài dài lên cái dinh đi. Thường ta đi lên cái dinh ta cúng nhiều. Mình lên cái dinh tổng ngày mình quay ban ngày không à, không quay ban đêm mới trên cái dinh thấy đèn không, không thấy gì chứ. Yes. Biển ban đêm, biển ban đêm không thấy gì hết, cá hù luôn mấy em ơi, đèn đuốc gì chắc không bởi vì không thấy gì chứ. Đó cũng thấy đây nha, đó bây giờ mình đi lên trên cái dinh bà, lên dòng lên cái dinh bà nghe mấy em. Giờ mưa gió rồi, nó sắp mưa nữa rồi, người ta lên đây người ta cúng với nhiều à. Cúng với người ta chụp hình làm cảnh rồi nè. Đứng trên này mình quay toàn cảnh ở trên xuống cho mấy người xem. Giờ này người ta đang đi đông lắm. Đó, đây là một cái hòn. Đó. Rồi người ta đi lên đây, rồi người ta đi ra ngoài này người ta cúng đồ này kia. Đó, ở đây người ta cúng Phật rồi nè. Tượng Quan Âm ngoài sau lưng nè. Đó, ta lên đây và cúng ở trên này nè mấy nè. Tượng là cúng nè. Tượng là thường cúng nè. Lên trên này nó mát cực kỳ mát luôn, khách du lịch lên đây hiểu nhiều đó. Mày, cái đường này hay là cái cảng của cái bến tàu này. Giờ làm cái chỗ khu du lịch cho người ta đi chơi á, ta đi ra đi vô chơi cái ngồi nhâm chi dài lon bia rồi ta cũng cho nữa.
ở làng Cấm bây giờ cũng cho ngồi anh Nhi, không được tụ tập quậy phá, mưa gió quá là người ta không có ra khúc ngoài đó ta ngồi đó, chứ thường ngày là khúc ngoài đó là đông lắm. Ở đây là cái ngọn đèn hải đăng, đèn hải đăng biển này. Người ta cúng này nó vô nó cắm nhang rồi ở người ta cúng dạy gái mỹ, ta chơi cầu phước rồi ta đây như là đây cái chữ để nè, cầu cái dinh này lâu lắm rồi nó nên trước mình qua đây là như cái dinh nó có chút xíu là lớn như gì, giờ nó làm quá lớn này. Trước sơ xài đơn sơ lắm, có liệt ngương với ấy rồi không ạ, không có mấy cái bức tượng làm này. Từ lúc làm cái này á thì có cái ngọn hải đăng đó, có chỗ để người ta cúng kiến đồ, cho người ta cúng kiến rồi cho nó linh thiêng sạch sẽ. Đây coi cho có cái bức tượng chiếc tàu nè, cái quắt nè đó. Rồi mình sẽ đi vòng qua bên đây. Đó, mình đi vòng với dinh cầu mình quay cho mấy anh em xem. Ở trong đó là bức tượng của cầu của Thanh Hậu. Ở đây có cái hòn gì nó đẹp lắm mấy nè, nó sạch rất đẹp luôn. Đó, nguyên dọc cái hòn là cái dinh này. Nguyên cái dọc là cái dinh, là cái hòn đó. Cái giấy mờ hết. Ở đây ban ngày thì đi xuống dưới khúc dưới biển, mấy cái hòn nhỏ nó có bức thang đi xuống nè, bức thang đi xuống dưới dài tới dưới. Bên đây chập trên đây thì có mấy cái hòn cũng có dừa rồi nữa nghe mấy nè, ngày thì đẹp lắm. Đây là trên này là đường xuống, đi dọc qua bên hông xong rồi đi xuống. Đi lên đi xuống như vậy. Cái cổng này nè, cổng này đẹp lắm. Đó, chụp hình đồ á. Dinh cầu Phú Quốc à, mình là nãy giờ mình chia sẻ vòng cái dinh cầu cho mấy anh em xem tượng tặng tượng xem hết cái dinh vòng ở dinh cầu ban đêm nha. Ban đêm nó đông, ban ngày ban đêm gì cũng đông ở đây lắm nè, nếu mà không có mưa là đông dữ lắm luôn, rất là đông. Người ta đi cúng với khách du lịch đồ á, muốn tới dinh cậu để người ta cúng bà đồ, mấy cái miếu rồi là cúng nè, linh đó người ta mới lại là cúng. Còn cái đường này đi ra cái khu bến tàu, khu cậu cái cầu tàu là nó là cái chỗ đậu thuyền rồi kia. Đó, cái đường đi xuống là dài ra ngoài đó đó là cái bến tàu, mà giờ này không có ai ngoài cho nó, mấy anh em phải vắng, trời mưa gió tay đi, mưa mới tạnh đó, nước mấy anh em thấy còn nước không nè, dọc đây còn nước không nè,
dắt chiều người ta ra đây người ta tắm biển vô lắm nè. Tại cái bãi đây là đông nè, vui nè, cái bãi này tắm biển vô lắm luôn. Ở bên đó có khách sạn, nhà hàng gì đó, có cái chiếc tàu nữa em nè. Bữa mình có vô đó mình ăn tô phở 120 ngàn. Vòng 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 như cãi. Xe đông dữ lắm luôn mấy nè. Giờ này người ta đang đi vô nữa. Giờ này 7 rưỡi này, giờ này đúng giờ để ta vô luôn nè. Đang chạy vô dài vô. Cái khu này là lên cá đồ nha mấy nè. Lên cá với ghẹ, tôm, cua đó là chỗ cái thùng đó đó. Tại sao này chỗ đó người ta làm cái thùng nước mắm luôn, người ta tượng trưng cho cái thùng nước mắm của Phú Quốc, để là tượng trưng cái Phú Quốc là có nước mắm cá cơm Phú Quốc. Thùng đó là để ủ nước mắm đó mấy nè. Đó khách người ta cũng đi lãng giảng lãng giảng bên đông đó. Thì cái gì là tối qua quay không hết đâu mấy nè. Mình mấy anh em ơi, mình đã chia sẻ cho mấy anh em xem vòng vòng ở Vinh Cậu rồi mấy anh em ơi. Với chắc mình xin dừng tại đây mấy anh em ơi. Chúc mấy anh em nhiều sức khỏe và luôn luôn làm ăn phát tài nha. Mấy anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh cho mấy anh em. Khách bây giờ ta đang vô, những người ta đi du lịch. Còn mấy bài cả anh em nha.